lại về có cái câu chuyện cacao á, thì đối với cacao nguyên chất, đối với cái cuộc sống cái con người của mình á, thì cacao đã được y học và thế giới chứng minh là nó có cái một cái tác dụng diệt khuẩn và diệt virus cúm. Đối với cá vàng á, thì cái hiệu quả diệt khuẩn đã được chứng minh và nó đã được là một cái cách trị liệu, một cách liều thuốc đối với bệnh ở bên trong nội tạng của cá, và hiệu quả này đã được chứng minh trong rất là nhiều trường hợp hoàn chỉnh. Và thức ăn cho cá được làm từ cacao nguyên chất, đó là một cái phương thuốc dân gian, và cách trị này nó có những cái minh chứng chứng minh rằng đã đúng. Thì trong cacao á, thật ra thì trong cacao nó rất là yếu, nhưng mà trong cacao nó sẽ có chứa hai cái thành phần rất là quan trọng, đó là thành phần catechin và thành phần otocinin có trong cacao. Hai cái thành phần này nó có tác dụng hạn chế hoạt động của nấm và diệt khuẩn, và các nhà y học cũng đã chứng minh điều đó.